Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh YouTube Vương Trùng Quế, kênh chuyên nói về những cái video về nông nghiệp tuần hoàn, nông nghiệp bền vững, ứng dụng những giải pháp an toàn sinh thái để bảo vệ môi trường và tạo ra được một cái sản phẩm tử tế và minh bạch trong suốt cái quá trình sản xuất nông nghiệp của mình. Thì video mà hôm nay tôi muốn giới thiệu cho tất cả mọi người đó là cái bộ combo men vi sinh vật bản địa IMO, Integrated Microorganism. Thì cái vi sinh vật này là được chúng tôi học hỏi từ các thầy cô, các anh chị em trong Liên minh Nông nghiệp Tử tế, từ đó cải tiến và nâng cấp lên thành những cái vi sinh vật bản địa phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng, ánh sáng, nhiệt độ tại Ninh Thuận, quê hương của tôi. Thì hôm nay tôi xin phép được giới thiệu combo loại nước vi sinh vật bản địa dạng bột và dạng nước. Thì đây là chai men vi sinh vật bản địa dạng nước mà chúng tôi đã nghiên cứu và sản xuất và ứng dụng tại Ninh Thuận, và hiện tại cũng đang ship cho một số cô chú anh chị em để ứng dụng để xử lý mùi và ủ hôi compost ở phân gia súc gia cầm để cung cấp phân hữu cơ tại chính trang trại của họ. Thì cái men này là chúng tôi đã thuần và đã hột khó và đóng chai thành phẩm 1 lít, và nếu như quý cô chú anh chị em mà mua số lượng lớn can 30 lít thì chúng tôi sẽ ưu đãi với giá thành rất hấp dẫn cho tất cả mọi người. Và cái men này nó có những cái công năng, đó là xử lý mùi, cung cấp vi sinh vật, giúp giải quyết cái bài toán là xử lý chất thải hữu cơ làm phân bón hữu cơ, hoặc là sử dụng để ủ chung với phân bò, phân heo để chúng ta có thể là phối trộn để nuôi trùng quế rất là tốt và hiệu quả. Hoặc là đối với những khu đất mà chúng ta bị nhiễm khuẩn hạn do vi khuẩn virus nó gây ra, thì chúng ta có thể sử dụng cái vi sinh này trong cái quá trình mà cải tạo đất, phun xịt cho cây cũng rất là tốt, hoặc là phun xịt vào đất định kỳ và giữ ẩm liên tục. Áp dụng những cái giải pháp mà trong cái quyển sách nông nghiệp tuần hoàn ứng dụng này, ví dụ như chúng ta trồng đậu xanh để cải tạo đất, giữ cho đất luôn luôn có một cái độ ẩm thích hợp, thì chúng ta có thể nuôi trùng bỏ vào phân vào trong cái nền đất đó, thì cái nền đất nó sẽ nở được rất là nhiều trùng con. Trong cái phân trùng khi chúng ta bón vào cây thì kén trùng rất là nhiều, sẽ nở rất là nhiều trùng con. Được. Và sẵn tiện đây cái quyển sách này nó muốn giới thiệu luôn hay sao đây, thì tôi cũng giới thiệu luôn cho mọi người. Cái quyển sách này nó chứa rất là nhiều kiến thức giúp cho mọi người có thể ứng dụng và tự sản xuất cái vi sinh vật bản địa tại nhà. Trong này nó hướng dẫn rất là chi tiết chúng ta có thể áp dụng và tự sản xuất cái vi sinh vật bản địa tại nhà dạng nước hoặc dạng bột đều được hết. Ngoài ra thì cái quyển sách này nó có rất là nhiều kiến thức về kỹ thuật trồng trọt theo hướng Việt Gáp hoặc Global Gáp, những cái loại cây trồng rau ăn lá, nho, táo, ổi, dưa lưới, nha đam, măng tây đều có hết trong này. Và cái hệ thống ao nuôi, nói chung là cái mô hình vườn ao chuồng trùng quế, hữu cơ vi sinh, chế phẩm sinh học và du lịch trải nghiệm thì tôi có đưa hết vào trong quyển sách này. Mọi người có thể đặt mua quyển sách này thông qua số điện thoại chính chủ duy nhất của tôi để ở dưới video, để chúng ta cùng nhau tham khảo và ứng dụng tại chính cái gia đình của mình, trang trại của mình. Và trong suốt cái quá trình mà mọi người đọc và tham khảo của quyển sách này, nếu bất cứ câu hỏi hay thắc mắc gì thì hãy liên hệ với tôi qua số điện thoại duy nhất chính chủ của tôi, duy nhất một số điện thoại của tôi và số Zalo luôn, đó là 0349816802, 0349816802. Tôi sẽ hướng dẫn và tư vấn thêm cho mọi người để làm sao chúng ta có thể ứng dụng thành công cái sản phẩm nông nghiệp tuần hoàn minh bạch tử tế để tiếp cận thị trường và giúp cho người tiêu dùng có những sản phẩm hạnh phúc, và họ sẽ sẵn sàng trả những cái mức giá xứng đáng với những cái công sức tâm huyết mà chúng ta bỏ ra. Thì vừa rồi thì chúng ta đã nhìn thấy cái sản phẩm đó là cái men dạng nước đóng chai thành phẩm 1 lít ha. Thì đây là cái sản phẩm dạng bột, cám men. Cám men. Hai sản phẩm này thì công năng và công dụng nó như nhau nha mọi người. Tuy nhiên cái trạng thái vật chất của nó khác nhau, một bên là lỏng, một bên là bột. Tại sao là như vậy? Bởi vì khi mà chúng ta sử dụng cái dạng bột, đối với những cái đống ủ mà nó quá nhão đi, nó quá nhão, nó quá có nhiều độ ẩm, thì chúng ta không thể nào mà tiếp tục phun xịt dinh dưỡng hay là phun xịt đạm ẩm gì nữa, thì nó sẽ càng nhão hơn và cái quá trình phân hủy sẽ diễn ra ngày càng chậm. Thì đối với những cái đống ủ như là phân gà nhão nè, hoặc là cống rãnh, là những cái đống phân bò vào mùa mưa nó bị nhão, thì chúng ta sẽ sử dụng cái cám men này, chúng ta sẽ rải lên trên và đảo trộn, nó sẽ cân bằng bớt độ ẩm và vi sinh nấm, những cái chủng vi sinh vật nó sẽ phát huy hết công năng của nó. Chứ còn nếu như mà cái đống ủ, cái nguyên liệu vật chất cơ chất đầu vào mà nó quá nhão đi, thì cái quá trình phân hủy diễn ra cực kỳ lâu và chậm, tốn rất nhiều công sức và thời gian. Đấy. Còn đối với những cái đống ủ mà bị khô á, khô mà nó cần bổ sung ẩm á, thì chúng ta sẽ sử dụng cái dạng nước này. Xin nhấn mạnh lại đó là hai dạng này, dạng bột và dạng nước này, công năng công dụng như nhau nhưng mà trạng thái vật chất khác nhau thôi.
đối với những cái đống ủ mà nó quá khô như phân bò khô hay là những cái vật chất lá cây khô á, chúng ta phải bổ sung ẩm thì vi sinh vật nấm nó mới hoạt động, nó phân giải cái đống hữu cơ đó thành phân hữu cơ được. Thì cái dạng nước này chúng ta sẽ pha loãng và có hướng dẫn sử dụng chi tiết trong này, pha loãng ra và phun xịt để chúng ta có thể là chuyển hóa cái đống vật chất khó tan đó, khó tiêu đó thành những cái hỗn hợp vật chất dễ tiêu để cây có thể hấp thụ được. Và một lần nữa rất là cảm ơn mọi người đã dành thời gian xem qua video này. Và nếu như mọi người cảm thấy hứng thú và thích những cái video này thì xin hãy đăng ký kênh YouTube Vương Trùng Quế và liên hệ với số điện thoại của tôi trong video này. Tôi sẽ cung cấp và gửi hàng cho quý khách hàng, quý bà con cũng như là tư vấn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ cho bất cứ ai có nhu cầu. Một lần nữa xin cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người trong những cái video tiếp theo.